Xin chào toàn thể các bạn nha. Website camera thông minh.org của công ty điện tử Nghe Nhìn Hải Tâm hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng sản phẩm camera siêu nhỏ, có kích thước cực kỳ là siêu nhỏ, mang mã là SQ11, có thể kết nối wifi xem được trực tiếp từ xa qua điện thoại với độ phân giải hình ảnh là Full HD 4K và có hỗ trợ đèn hồng ngoại ẩn quay đêm nhé. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn này, mở hộp này. Đây chính là cái chiếc SQ17 này. Đấy, kích thước là siêu nhỏ luôn nhá. Đây. Bên trong hộp sản phẩm còn có các phụ kiện như sau. Thứ nhất là cáp sạc. Thứ hai là một cái chân đế để các bạn gắn vào bàn như này. Đấy, các bạn gắn vào bàn hay ô tô, xe máy, nằm cam hành trình. Thứ ba là một cái cục sạc pin dự phòng. Thứ tư là cái đầu để cắm thẻ nhớ và xem lại trên máy tính. Đây là cái que cắm sim và sách hướng dẫn của nhà sản xuất. Đấy. Thì các bạn nào mua sản phẩm này, coi hết video này là có thể sử dụng thành thạo cái sản phẩm này một cách an toàn luôn. Thì ngay bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn các bạn sử dụng cái sản phẩm SQ17 này. Thì trước tiên, các bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm SQ17 như trên màn hình này thì các bạn nhanh tay alo trực tiếp đến số điện thoại 0942262345 là kết bạn Zalo, Facebook để mua được đúng cái sản phẩm chính hãng như mình đang quảng cáo. Đặc biệt các bạn nào mua hàng nhanh tay đăng ký kênh YouTube Đăng Phát để được miễn phí ship trên toàn quốc. Đấy. Bây giờ mình sẽ nói qua về các chức năng trên chiếc máy camera SQ17 này. Thứ nhất là phải nói đến là tem chống hàng nhái, hàng giả và tem bảo hành của nhà sản xuất. Đấy. Thứ hai là cái nút on off. Đây, các bạn nhìn này. Đây chính là cái nút on off này của thiết bị này. Đấy. Đây là khe cắm thẻ nhớ. Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 128GB nhá. Còn đây là cái chân sạc cũng như là nút reset. Đây. Các bạn nào mua thì đây nó có một cái cắm sạc này. Và ngay bên cái chân sạc là nó có một cái nút con là nút reset. Khi các bạn muốn kết nối wifi, các bạn dí liền vào nút reset này từ 7 đến 10 giây để cho nó tắt cái đèn trên thiết bị đi và các bạn kết nối wifi là dùng được nhá. Đây, mình đóng vào. Còn đây là mắt cam và nó có hỗ trợ là 2, 4, 6, 8 cái mắt hồng ngoại ẩn quay đêm rất là rõ nhá. Đấy. Thiết bị này là có 8 mắt hồng ngoại ẩn quay đêm cực kỳ là rõ, giúp các bạn quay đêm sáng như ban ngày. Đấy. Thì độ phân giải của cái chiếc camera SQ17 này lên là Full HD 4K nhá, cho bạn hình ảnh cực kỳ nét. Thì bây giờ mình sẽ bật máy lên này. Mình sẽ ấn vào nút on này, ấn này. Đấy, khi ấn vào on thì đèn nó sẽ sáng lên hai cái đèn. Cũng như các cái dòng camera khác, camera siêu nhỏ khác thì nó vẫn chạy trên nền ứng dụng là HD Minicam. Các bạn nào mà dùng iPhone thì các bạn vào App Store để tải ứng dụng là mang mã là HD Minicam và điện thoại nhá. Hoặc là các bạn nào mà dùng Samsung, Oppo, các bạn vào cửa hàng CH Play để tải ứng dụng là HD Minicam và điện thoại để dùng. Đây, khi mình đã bật máy lên rồi nhá. Thì bây giờ mình sẽ vào phần cài đặt này, mình tải sẵn rồi nhá. Bây giờ mình vào cài đặt này. Rồi các bạn vào phần Wi-Fi. Wi-Fi, khi các bạn vào phần Wi-Fi nó sẽ ra một cái mã cho các bạn kết nối. Thì các bạn ấn vào cái mã này. Đặc biệt cái mã này không có, cái dòng Wi-Fi này là không có mật khẩu. Các bạn chỉ cần ấn vào nó thôi. Đấy, đây là camera của Wi-Fi của camera, chiếc camera này phát ra nhá. Đây, rất chắc luôn. Đấy. Khi các bạn đã chọn được rồi thì các bạn chỉ cần vào HD Minicam là có thể xem được trực tiếp hình ảnh rồi này. Mình sẽ cầm luôn cả đế này cho các bạn xem luôn đấy. Đây, nó sẽ hiện một cái camera online đây. Các bạn ấn vào và chọn skip nhá. Đấy. Mình sẽ xoay luôn cho các bạn xem này. Đấy, rất là rõ luôn này. Đấy, hình ảnh rất là rõ luôn này. Đấy, các bạn thấy không ạ? Nó đang bị ngược hình ảnh thì mình sẽ xoay nó đi này. Đấy, đây. Nó về chuẩn hình ảnh rồi đây. Đây. Các bạn đấy là cái này các bạn có thể chọn độ phân giải là 4K nhé. Đây. Đây là 1080, mình chọn lên 4K này cho các bạn xem này. Đây, chọn 4K này. Đấy, các bạn nhìn hình ảnh nó khác hẳn đúng không ạ? Nó xoay được cả màn hình máy tính nét căng luôn nhá. Đây. Xoay chữ rất là rõ này. Đấy, rất là rõ luôn nhá. Nói chung là cái này để làm cam hành trình hay là cam quay trong nhà hay là cam ở cửa hàng để giám sát nhân viên hoặc là giấu kín thì nó cực kỳ là nét. Đây,
Nó thu được cả tiếng luôn nha các bạn nhá. Đặc biệt là cái này nó thu được cả tiếng này. Alo. Alo. Đấy, hoặc là các bạn có thể tắt cái đèn này nhá. Cái đèn đây. Các bạn nhìn nó sáng, cái đèn này có thể tắt đi này. Các bạn ấn vào đây để tắt đèn này. Đấy, khi cam giấu kín thì các bạn muốn tắt đèn thì tắt ở đấy. Còn các bạn muốn quay đêm thì ấn ngay cạnh cái bóng đèn này. Thì các bạn ấn nó đèn này. Khi quay đêm thì hình ảnh nó sẽ trở về đen trắng. Đây. Trở về đen trắng nhưng mà hình ảnh vẫn rất là rõ nhá. Đây. Đây, hình ảnh rất là rõ này. Rõ như ban ngày luôn nhá. Bật quay đêm lên này. Đấy, các bạn cái cam này thì nó ghi hết cả ngày tháng, ngày giờ quay trên góc màn hình luôn nhá. Đây, với cả cái thời lượng pin này. Thời lượng pin đây này. Độ phân giải này. À, đây là tốc độ mạng loát này. Đấy. Cái này thì hỗ trợ tối đa thẻ nhớ là 128GB. Khi các bạn không dùng nữa thì các bạn dí liền để cho nó tắt đi này. Đấy, nó sẽ tắt đi. Đấy, tất tần tân sử dụng cái thiết bị camera này nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Mình chỉ trong một vài thao tác mình đã có thể hướng dẫn xong các bạn sử dụng cái chiếc SQ17 này một cách nhanh chóng và rất là tiện lợi cho các bạn nào mà làm cam giám sát hay cam quay lén, cam hành trình, ô tô, xe máy. Có thể sử dụng cái chiếc SQ17 này trong mọi công việc mà các bạn muốn. Sử dụng nó rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Các bạn nào có nhu cầu mua cái sản phẩm này thì các bạn nhanh tay alo trực tiếp đến số điện thoại 094-226-2345 để có thể được sở hữu đúng cái sản phẩm như mình đang quảng cáo. Đặc biệt là bây giờ rất là nhiều đơn vị đang cắp cái video clip bên mình đi quảng cáo lừa đảo, nên các bạn đã mua được cái sản phẩm chính hãng, các bạn ăn chắc nhất là cứ gọi điện trực tiếp vào số điện thoại cho mình. Thứ hai là các bạn Zalo, Facebook duy nhất số điện thoại này thôi, hoặc là đăng ký ngay kênh YouTube này đang phát để được cập nhật những cái video, những cái sản phẩm mới nhất tại đơn vị mình. Đấy, các bạn nào mình có hai chi nhánh, chi nhánh thứ nhất ở Hà Nội, chi nhánh thứ hai Sài Gòn. Các bạn nào ở hai cơ sở này hoặc gần hai cơ sở này có thể qua trực tiếp bên mình để thử và kiểm tra hàng đúng như chất lượng các bạn thì các bạn lấy. Hoặc các bạn nào ở xa không qua được thì mình có thể gửi qua đường xe ca, xe khách hay là đường bưu điện cho các bạn. Các bạn nhận hàng, các bạn được bóc hàng ra kiểm tra thử trực tiếp luôn, thử đúng như cái clip mình đang quảng cáo thì các bạn nhận hàng nhá. Còn không đúng như quảng cáo này, các bạn giả lại hoàn toàn, không mất 1.000 phí nào cả. Đấy, các bạn lưu ý cho mình là như vậy nhá. Đấy, thì cái clip này mình giới thiệu đến các bạn, hướng dẫn các bạn sử dụng cái sản phẩm SQ17. Cái sản phẩm SQ17 này thì bạn nào có thực sự có nhu cầu mua hàng thì có thể alo đến số điện thoại 094-226-2345 để mình tư vấn thêm về các bạn các cái sản phẩm camera ngụy trang siêu nhỏ và các dòng thiết bị định vị nghe nén nhé. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.